tôi tự tin vào bản thân khi luôn đứng đầu trường về học tập cũng như là thể chất. Nhưng cũng không bằng sắp bài kiểm điểm của em ở dưới phòng của giám thị đâu. Ngày nào tôi còn đứng ở đây thì tốt nhất các em nên quên những trò tào lao của mình đi. KCHSCB là kèm cặp học sinh cá biệt, có nghĩa là tôi sẽ luôn để ý đến những học trò như em. Đi thôi nào cô bé. Thầy biết không, ba mẹ nó mất trong vụ tai nạn. Nó luôn thiếu thốn tình thân, nhìn nó quậy quọ chứ nó mặc cảm lắm. Sẽ có gặp người trên đường em qua, tiếc nuối dài khờ, đời vốn không êm đềm. Trung vào chuyện học hành để thi đại học. Mọi người biết cái này là cái gì không? Đó chính là bộ dụng cụ nâng cao chất lượng thi cử. Bạn bè tính bộ 5000. Hà Vi, Khánh Chi, Mạnh Hiếu, Duy Hùng, tại sao lại sai giống nhau như vậy? Không biết sau này tụi mình có gặp lại nhau không hơn. Tất nhiên là gặp rồi. Tôi còn định mở điểm sách. Hẹn khai trương là mấy người phải có mặt đầy đủ nha. Trời không dám đâu, lúc đó tôi làm ông chủ nổi tiếng rồi, không rảnh đâu qua bà. Thầy tên là Vũ, thầy dạy lý. Thầy chỉ đang là giáo sinh thôi, còn tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi. Tính ra hai người cách nhau có 5 tuổi chứ nhiêu. Tới luôn đi. Em mời thầy. À, Vi. Dạ. Rốt cuộc hai người là như thế nào vậy? Bây giờ chuyện của Hà Vi hãy để cho Vũ tự giải quyết. Chị không hiểu Vũ định như vậy tới chừng nào. Trong lớp hai đứa này nha, cứ như chó với mèo, không chừng sau này yêu nhau đó. Con nít mà yêu đương cái gì, lo mà học đi. Thưa thầy cô, hai đứa nhỏ ở đây, con tôi đâu? Tại sao trong cái môi trường giáo dục như vậy mà thầy cô để cho học trò nó yêu đương? Thầy là thầy thì thầy phải biết chuẩn mực của một người thầy nhiên. Thầy dắt con người ta đi. Người ta đến đây đòi ai? Tôi lặp lại một lần nữa cho thầy biết, tôi không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa. Thầy rõ chứ? Mẹ cũng đã từng yêu mà, mẹ còn muốn quyền gì cấm luôn á. Ý của Vũ đó là Vũ chỉ xem Hà Vi như là em gái thôi đúng không? Trong suốt thời gian qua, có giây phút nào thầy không nhìn em như một đứa em gái hay không? Phải cúc tía, mày đừng có mơ mà làm phò mã, đừng có mơ mà cưới công chúa nghe chưa. Mà công chúa có thiệt ngoài đời không vậy anh hai? Tao không biết nữa. Mày đọc lại hai câu thơ đó lần nữa coi Tường. Nắng mưa là bệnh của trời, thương tư là bệnh của tôi yêu này. Tao đọc được hết rồi. Mày muốn đưa thư cho con Mẫn phải không? Đây, tao đưa giùm cho. Không biết nữa. Mấy ngày nay tao chỉ thích chơi với mỗi mình mày à. Chị qua ở chung với em, với anh hai là hết buồn rồi.
Chị cũng muốn làm công chúa nữa. Thì chị làm công chúa đi, em sẽ làm phò mã. Tao có chuyện này không biết có nên nói cho mày nghe không. Bộ chuyện đó quan trọng lắm hả anh hai? Đồ ngu, đồ nít. Hiếu thích Ngọc. Này, nếu bọn con gái nó tránh mặt mình thì là sao nhỉ? Thì là nó không thích thôi. Mà mấy chuyện đàn bà mày hỏi làm cái gì? Mày đã bao giờ ấy ra quần khi ngủ chưa? Ấy gì? Đáy dầm á? Hiếu à, dạ. Tháng riêng ngon như một cặp môi gì? Dạ, tháng riêng ngon như môi một ngọc. Cặp môi ngọc à, tháng riêng ngon như một cặp môi ngọc ạ. Sân trường ngập nắng, áo em bay. Ngẩn ngơ tôi đứng, hồn ngất ngây. Thế không phải là... Là sao cơ? May quá là màu sắc, chứ màu nước thì ướt hết rồi. Khiếu ướt hết rồi kìa. Sao lại có lỗ nữa? Nhìn đi, bao nhiêu tâm huyết của tao đấy. Thế cứ mến người ta là không biết ý kiến người ta ra sao thì muốn hành động thế nào cũng được ạ. À? Tao là tao thất vọng thay cho bà Liên nhà mày. Có chẳng là tiếng yêu ban đầu. Biết mai này cách xa, biết đêm dài xa quá, đường có hoa còn mau. Xinh gái đã có Yahoo của anh chưa? Cơ hội chỉ đến một lần thôi đấy. Rồi, sau này con muốn cưới Hà Lan làm vợ. Con bé đó dễ thương, mắt nó đẹp như mắt biết. Nội sợ con bé đó sau này sẽ khổ. Ngày cô ấy đi theo nơi hoang hoang, dặm dài ba ba từ xa, trong tim hùng hăng như mất một thứ gì. Không ai hiểu thấu vì tình yêu những đứa trẻ con thì vô vơ nhanh quá, đâu nghĩ gieo từng từ đêm dài. Rồi khi tình cờ gặp lại.
Em tên An. Em học của em một bớt. Chắc anh biết em đâu luôn à. Em biết anh á. Đừng đi theo anh nữa. Xưa ngày thơ tôi thường hát dưới bầu trời đầy sao. Trong con tim luôn hằng mong về một giấc mơ. Tao đừng leo đeo theo mà. Đầu ấy. Anh lấy quyền gì mà cấm em. Kể bây giờ em nói thích anh. Anh cũng ừ luôn á. Cho thời gian qua thật nhanh và chẳng có gì dễ dàng. Giờ lòng sẽ phải tốt hơn. Để bạn cùng tôi sẽ bay. Có ba điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết được tất cả những nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, mày phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn. Chào em. Em có thể giới thiệu cho anh một loại cocktail nào ngon ngon được không? Em quay lại để làm gì vậy? Lần đầu của em, nên là em muốn có kỷ niệm. Ừ, em còn đi học mà. Em chưa 18. Wow. Thôi đi. Tại sao anh dám làm vậy em? Anh không có một cái mà. Mày bây giờ là phải yêu một anh trưởng thành. Cái thằng con này nó sẽ phải đau vì nó đã đánh mất một đứa như mày. Công an á, nhìn vô cái này, người ta có nghĩ là em tự nguyện không nhở? Alo, tụi mình 113 nghe đây. Anh phải làm gì để em xóa cái clip đó? Lịch làm bạn trai của em đã né hết lịch anh đi làm ra rồi. Còn lại anh là của em. Nếu mà anh không muốn đi tù á, thì đừng có giở chứng nha em. Chứ anh nghĩ anh thoát được em hả? Em thoát anh dám bỏ em luôn. Chết mày rồi. À đúng, cái vụ này căng. Anh sợ con người em rồi đó. Em có lý do riêng của em mà. Linh đang cần một người đàn ông để làm bạn trai, chứ không cần một thằng con trai đang tập làm đàn ông. Anh ơi, em xin lỗi. Trò chơi nào cũng phải đến lúc kết thúc thôi. Tôi là Hùng, ba của Linh Đan. Tôi tới đây tìm con gái của tôi. Gái chưa 18 mày còn quen, có chuyện gì mày không dám? Tao xin lỗi mày.